Ba tướng bàn tay tài lộc dồi dào, tiền như nước trong năm 2018. Ai là người có thể phát tài phát lộc chuyển mình thành đại gia tỷ phú trong năm 2018? Chỉ cần xem đường chỉ tay là có thể đoán được khá chính xác. Một là lòng bàn tay hình chữ nhất. Theo nhân tướng học, những người có tướng bàn tay như thế này thường tính cách hướng nội. Họ cũng khá cẩn thận trong chuyện tình cảm, dù có gặp phải trắc trở trong tình yêu cũng lặng lẽ một mình gánh chịu, chứ không hiếm khi tâm sự cùng ai. Có ấm ức tới đâu cũng cắn răng chịu đựng, ôm nỗi niềm trong lòng. Họ không thích những người dùng lời lẽ ngọt ngào hoa mỹ để tán tỉnh, cũng không dễ dàng bị sập bẫy của kẻ ong bướm mồm mép khéo léo, mà chỉ thích những người nói là làm. Yêu là bày tỏ, đã yêu ai là hết lòng hết dạ. Họ không ưa kẻ yêu đương chơi bời. Trong cuộc sống, người có lòng bàn tay hình chữ nhất cũng tỏ ra mình là người cẩn trọng và không dễ bị mắc lừa. Họ có con mắt nhìn người, cũng biết nhìn xa trông rộng, nắm bắt thời cơ nên tiền bạc hiếm khi thiếu thốn. Dù là chuyện gì, người này cũng luôn suy tính cẩn thận trước sau, tính toán khả năng thành công, tính khả thi, thực hiện rồi mới bắt tay vào thực hiện. Chính vì như vậy nên chẳng những đường tình cảm suôn sẻ, hạnh phúc êm đềm mà đường tài lộc cũng vượng phát, khởi sắc rực rỡ, chẳng phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Bàn tay đẹp cũng sẽ mang tới cho chủ nhân những điều tốt đẹp, chỉ cần xem tướng tay, đọc đường chỉ tay là thấy được tiền bạc, tình cảm viên mãn hoàn hảo, không hiếm người ngưỡng mộ. Hai, đường vân lý tài nổi rõ. Trên bàn tay có ba đường chỉ tay cơ bản, trên cùng là đường tình cảm, tức là đường vân to đậm nằm dưới bốn ngón tay. Nếu bên trên đường tình cảm mà xuất hiện thêm một đường song song thì đó chính là đường vân lý tài. Người có vân lý tài nổi rõ thường dễ trở thành đại gia tiền bạc, trong tay người không cười xiết. Đây cũng là tướng bàn tay của người quản lý tài chính, có đầu óc kinh doanh, tài lộc nhiều không kể xiết. Họ có con mắt tinh tường, có sự nhạy bén với thời cuộc. Có thể nói khi mà còn chưa ai nhìn thấy thời cơ phát triển phía trước thì người có đường chỉ tay như thế này đã nhìn trước ra tương lai, đón đầu xu hướng và mạnh tay dấn thân vào con đường phía trước. Dù phải trải qua nhiều gian nan vất vả nhưng cuối cùng thu hoạch dồi dào, chẳng uổng phí công sức đã bỏ ra. Nếu như đường vân này có sự dao động lên xuống, trong năm 2018 sẽ có nhiều cơ may kiếm tiền, tiền bạc nhiều như nước, chẳng lo thiếu tiền tiêu. Nếu như có kế hoạch khởi nghiệp hay mở rộng quy mô làm ăn thì nên tận dụng thời cơ trước mắt để đón thêm cát khí. 3. Xem đường chỉ tay có 3 đường chạy song song. Nếu người nào có đường sự nghiệp vừa dài vừa rõ ràng, từ chân đường chỉ tay chạy thẳng lên trên, thì công danh sự nghiệp hanh thông, thăng quan tiến chức chẳng có gì lo ngại. Bên cạnh đường sự nghiệp xuất hiện thêm một đường chỉ tay rõ ràng và chạy song song với đường sự nghiệp lại cũng thẳng và chạy dài bất thường, thì đó điểm may mắn đến không ngừng. Xem đường chỉ tay lại thấy thêm bên cạnh đó có đường thái dương thẳng dài chạy song song thì là điểm báo cực tốt. Người nào trên tay có 3 đường chỉ chạy song song với nhau như vậy chắc chắn là quý tướng. Tướng bàn tay như vậy vô cùng hiếm gặp, cuộc đời sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, sự nghiệp như được trải thảm hồng, vận thế lên cao không ngừng như mặt trời đang trưa. Cũng với sự phát triển của sự nghiệp và tài lộc cũng tăng tiến, tiền đồ rộng mở, họ sẽ được thêm nhiều điều may mắn hơn người, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi, mưu sự tất thành, dễ dàng thành công trong mọi lĩnh vực mà họ theo đuổi. Chín dấu hiệu đặc biệt trong bàn tay của người thành công. Sở hữu đặc điểm này ở lòng bàn tay thì con đường sự nghiệp của bạn vô cùng thuận lợi. Để trở thành người thành công, mỗi chúng ta cần nỗ lực rất nhiều, đôi khi sẽ gặp nhiều thất bại không ít lần.
Tuy nhiên, theo nhân tướng học, nếu lòng bàn tay sở hữu những đặc điểm này thì con đường sự nghiệp của bạn vô cùng thuận lợi. Một là đường nhẫn gia tộc. Dưới đuôi ngón tay cái xuất hiện những đường vòng nhỏ tạo thành chuỗi. Dấu hiệu này gọi là đường nhẫn gia tộc. Người có đường vân này thì cả gia đình hưng thịnh, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, con cháu đề huề, bản thân thì được gia tộc hậu đãi. Hai là đường cổ cồn trắng. Phía dưới ngón cái, đường kéo dài từ lòng bàn tay hướng ra ngoài. Đường này còn được gọi là đường cổ cồn trắng, mang ý nghĩa người này sở hữu tài năng lãnh đạo, là kẻ xuất ưu việt. Như Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng có đường vân này. Họ là chỗ dựa cho những người khác, có tinh thần trách nhiệm ngút trời, biết cách chăm sóc người khác như kẻ đầu đàn. 3. Là đường song trí. Bình thường ai cũng có một đường chỉ tay trí tuệ. Nếu như sở hữu tới hai đường chỉ tay thì họ được xem là người đa tài đa nghệ, thông minh lanh lợi, nên thành công chỉ một sớm một chiều. 4. Là đường sủng ái. Nếu ai có tới ba đường sinh mệnh trên tay thì gọi là đường sủng ái, mang ý nghĩa yêu thương, hỗ trợ, sát cánh. Người này thường có quý nhân phù trợ, phá hung đón cánh, khiến vận trình ngày càng thuận lợi. 5. Là đường hy vọng. Đường vân cong nằm dưới ngón trỏ, được gọi là đường chăm chỉ. Ai may mắn có dấu hiệu trời ban này thì phúc đáp vô bờ, tất cả đều nhờ hai bàn tay làm nên. Nhưng ngược lại, người có càng nhiều đường này thì cả đời sống mất phương hướng, không có mục tiêu, cuộc sống bất an. 6. Là đường thập thần. Người có dấu hiệu này thì rất thông minh, nhạy cảm và sức sáng tạo. 7. Là đường mắt cá. Đường chỉ tay này mang ý nghĩa như cái tên của nó, hình dáng một con cá. Đây được xem như dấu hiệu trời ban, vô cùng hiếm gặp. Quý mệnh nào có được nó thì vận phúc tràn trề, tiền đồ rộng mở. 8. Là đường minh tinh. Đường này xuất hiện cho thấy chủ nhân là người làm việc gì cũng rất thực tế trong kết quả. Đây cũng là một trong các dấu hiệu ít ỏi ở những bàn tay thành công, dù là người chuyên nghiệp đến đâu cũng rất khó mà tìm thấy được đặc điểm này. 9. Là đường hài hước. Dưới đuôi đường tình cảm có xuất hiện các dấu hiệu như hình xương cá hướng về bên trái, đó chính là đường hài hước. Càng có nhiều đường chỉ tay này thì đức tính dí dỏm càng cao, vậy nên cuộc đời của người này và những người xung quanh luôn có tiếng cười không dứt, nhân duyên quý nhân hỗ trợ càng nhiều. Bàn tay phụ nữ có những nét này thì thế nào cũng giàu ba họ, phước lộc đầy nhà. 1. Là đường tài vận. Đây là đường từ dưới ngón áp út đến nửa lòng bàn tay. Đây là người biết kiểm soát tiền tài, giỏi kinh doanh, không sớm thì muộn họ cũng trở nên giàu có, không thiếu thứ gì. 2. Chỉ tay rõ rệt. Đây là những người có đầu óc trước sau rõ ràng, trong tình cảm họ cũng rất rạch ròi, làm việc đâu đó chuẩn xác, họ có quy tắc, sống đúng đắn, biết đúng sai. 3. Là chỉ tay hình ngôi sao. Đường chỉ tay dưới ngón út nếu có dấu sao thì sẽ là người có tài vận rực rỡ về sau, cuộc sống sung sướng không lo gì. 4. Chỉ tay chữ điền. Đây là đường giữa đường tâm đạo và đường trí đạo. Chủ nhân là người gặp nhiều vận may về nhà đất, may mắn sẽ đến bất chợt, sẽ khiến cuộc đời bạn bước sang một chặng đường đầy tươi sáng. 5. Là đường chỉ tay tam xuyên. Đây là đường chỉ tay hiếm thấy và là biểu hiện của sự giàu sang phú quý của chủ nhân, có những mối quan hệ lớn. Đây là những nguồn trợ giúp để họ trở nên thành công. Họ sẽ giàu có và phú quý hơn về sau. Họ độc lập vươn lên bằng chính mình. Họ luôn nỗ lực không mệt nghỉ để giàu sang. 6. Chỉ tay có hình chữ M. Chữ M được hình thành từ đường đời, sinh mệnh, trí đạo và tâm đạo. Chủ nhân là người nắm giữ tiền tài, giàu sang. Họ thường có sự nghiệp vững vàng từ khi còn trẻ. Trước khi 40 tuổi, họ vừa được danh tiếng, tiền tài rực rỡ, thành công với lĩnh vực bất động sản. 7. Chỉ tay có chấm đen. Trong lòng bàn tay giữa đường tâm và trí đạo có chấm chỉ tay như nốt ruồi, thì chủ
chủ nhân có số may mắn họ phát tài, còn trẻ dần trở nên giàu có và phú quý. 7. Đường chỉ tay số mệnh. Đây là người sẽ có cuộc sống rất giàu sang. Họ không những có tiền mà còn có địa vị, có tiếng, có tiền, lại có quyền, cuộc đời sung sướng giàu có. 8. Đường quý nhân. Nếu bàn tay bạn có đường chỉ tay nằm giữa đường tâm đạo và sự nghiệp, bạn sẽ luôn được quý nhân giúp sức. Dù có xảy ra chuyện gì cũng đều vượt qua được, công danh sự nghiệp hay tiền tài cũng đều rất tốt, cuộc sống về sau không phải lo toan gì. Xem tài vận giàu nghèo của người phụ nữ qua những nốt ruồi. Thông thường trên cơ thể chúng ta ai cũng có nốt ruồi, mỗi một nốt ruồi lại chứa những bí mật riêng. Có những nốt ruồi mang đến cho bạn cuộc sống giàu sang và phú quý, nhưng cũng có những nốt ruồi lại khiến bạn gặp những rủi ro khó khăn. Để biết được đâu là nốt ruồi may mắn, bạn hãy tra cứu tất cả những nốt ruồi trên cơ thể bạn để hiểu được ý nghĩa của chúng. Xem bói nốt ruồi trên cơ thể người phụ nữ để đoán vận mệnh về mặt đằng trước. 1. Là xem bói nốt ruồi mọc nổi cao hoặc chìm tại yết hầu. Nốt ruồi nổi, dù là trai hay gái mà có nốt ruồi này đều rất tốt. Nó mang lại phú quý, may mắn về tài lộc. Chủ nhân của nốt ruồi này không những dễ dàng gặt hái được thành công trong sự nghiệp vì có người giúp đỡ, và khá hạnh phúc trong tình duyên, mọi hoạt động đều thành công và thuận vợ thuận chồng, hạnh phúc bền vững. Nếu là nốt ruồi chìm, người có nốt ruồi này sẽ gặp bất lợi trong hôn nhân. Nếu lấy chồng sớm sẽ phải xa chồng hoặc có thể đôi ngả chia ly. 2. Nốt ruồi mọc ngay dưới yết hầu. Nốt ruồi nổi, chủ nhân của nốt ruồi này có đời sống tình cảm phú quý, nội tâm yếu mềm nên khá lận đận về đường tình duyên. Trong tình yêu, người này thường rơi vào thế bị động, dễ bị đối phương lừa gạt, làm tổn thương. Công việc của người này lại rất thuận lợi, sau khi lập gia đình sẽ trở thành trụ cột kinh tế vững chắc, là chỗ dựa an toàn cho đối phương. Nốt ruồi chìm thì là người tính tình cả thèm chóng chán, không thích ngồi yên một chỗ, thích đi xa quê hương. Người này dễ gặp tai nạn về xe cộ. 3. Là nốt ruồi mọc bên vai phải. Người có nốt ruồi này dù chìm hay nổi đều là người có tính tình thẳng thắn, chân thành, cẩn thận trong mọi việc. Cuộc sống của người này khá yên bình, không phải trải qua nhiều sóng gió. 4. Là nốt ruồi mọc bên vai trái. Người sở hữu nốt ruồi chìm hay nổi đều là người có cá tính mạnh mẽ, hiếu động, thích đi du lịch đó đây để khám phá nhiều điều mới lạ. Mặt khác, người này có tính khá thận trọng hay dò xét, nhanh nhẩu nên không được nhiều người quý mến. Thói quen tiêu xài hoang phí khiến họ khó tích lũy tiền bạc, cuộc sống chỉ ở mức no đủ chứ không dư giả. 5. Là nốt ruồi mọc ở nhũ hoa. Trên đầu nhũ hoặc bên ngoài quầng nhũ, dù mọc chìm hay nổi, nốt ruồi mọc ở nhũ phải. Sau khi kết hôn, cuộc sống gia đình hòa hợp, hạnh phúc và rất yên bình. Công việc của người này cũng rất thuận lợi, đời sống tình cảm phong phú. Nốt ruồi mọc ở nhũ trái. Người có nốt ruồi này chi tiêu hoang phí, khó tụ tài, dễ bị tiểu nhân hãm hại nên cuộc sống lận đận. Nếu không cẩn thận trong các mối quan hệ, rất có thể sẽ phạm vào đào hoa sát, vừa tổn thương mình lại làm hại người khác. 6. Nốt ruồi mọc ở khỉu tay phía trước đùi chỏ. Là nếu là nốt ruồi chìm, người có nốt ruồi này sẽ được quý nhân phù trợ, cuộc sống an nhàn, sung túc, gặp được người yêu thương, tuổi thọ cao. Còn nốt ruồi nổi là người thẳng thắn, chính trực, không tiếp tay cho kẻ gian, gặp khó khăn đều khôn khéo giải quyết, gian truân vất vả đều dễ vượt qua. 7. Là nốt ruồi mọc ở mu bàn chân. Đối với những người có nốt ruồi này, dù là chìm hay nổi đều rất thông minh, sáng dạ, luôn tìm cho mình một công việc để làm. Tuy nhiên, người này không kiên định, dễ bị dao động trước những lời nói nên về đường công danh sự nghiệp khá lao đao, phải cố gắng rất nhiều mới đạt được thành công. 8. Nốt ruồi mọc ở đầu gối bên phải hoặc bên trái. Nốt ruồi chìm,
Nếu là người phụ nữ có nốt ruồi mọc ở vị trí phía trái hay phía phải đầu gối, thường có thế giới tình cảm phong phú, khá lận đận về tình duyên, đời sống hôn nhân thường không thuận lợi, chịu nhiều áp lực từ phía gia đình nhà chồng. Tuy nhiên, công việc và sự nghiệp của người này lại khá thuận lợi. Còn nốt ruồi nổi là người có bản tính đanh đá ngang ngược, là người khá ưa nịnh, chấp vặt và tính tự ái cao. 9. Nốt ruồi mọc ở rốn. Nếu nốt ruồi mọc cao ngay rốn sẽ là người sung sướng, giàu có, tiền bạc lúc nào cũng dư giả, sự nghiệp vững chãi, tình duyên như ý muốn. Còn nốt ruồi chìm là người gặp nhiều xui xẻo và nhiều trở ngại trong cuộc sống, tính cách nhẹ dạ cả tin, dễ bị người khác lợi dụng để lừa gạt tình cảm và tiền bạc. 10. Nốt ruồi mọc nơi giữa ngực, giáp danh giữa ngực và bụng, phía dưới lớp da ngăn giữa ngực và bụng trên. Đa phần nữ giới có nốt ruồi ở vị trí này, dù chìm hay nổi đều rất hiếu động, thích đi đây đó để khám phá và chinh phục những điều mới lạ, đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp và địa vị vững chắc của cải dồi dào. 11. Nốt ruồi mọc tại đùi trên trước bẹn, kể cả hai bên bẹn hay hai bên háng, thuộc phía trước đùi trên, bất kể chìm hay nổi, là người có cá tính độc lập, khá tự tin vào bản thân, đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp nhưng tiêu xài thì phóng khoáng, nên khó tụ tài, tích lũy không nhiều tài sản. 12. Là nốt ruồi mọc ở chỗ kín của người phụ nữ hay cửa mình, là người bướng bỉnh không chịu khuất phục, người phụ nữ khá đảm đang trong việc bếp núc, sự nghiệp khá thuận lợi, cuộc sống khi kết hôn của người này khá yên ổn, tình cảm vợ chồng không quá mặn nồng, cuộc sống bình yên trôi đi. Về các nốt ruồi ở mặt sau người phụ nữ, những nốt ruồi mọc ở vị trí hai bên mặt gáy, dưới đầu, ở vị trí trung tâm của bả vai, nếu đó là nốt ruồi mọc nổi, những nốt ruồi mọc ở vị trí này dù có màu đỏ hay màu đen thì cũng là một nốt ruồi đại cát, báo hiệu bạn là người được hưởng phước lớn trong cuộc đời, cả đời được sống trong giàu sang phú quý, bạn là người kiên định, trọng chữ tín và rất trung thực, ngay thẳng. Ngoài ra bạn cũng là một người rất linh hoạt và giỏi ứng biến trong mọi tình huống. Nếu đó là nốt ruồi mọc chìm, nếu những nốt ruồi mọc ở các vị trí dưới dạng các đám tàn nhang nhỏ thì báo hiệu một số phận ít phúc, khá vất vả lận đận. Có thể bạn là một người rất có chí vươn lên trong cuộc sống, như những thành quả bạn đạt được lại chẳng đáng là bao nhiêu. 2. Những nốt ruồi mọc ở vị trí xương bả vai. Nếu đó là nốt ruồi mọc nổi, bạn là một người được hưởng một cuộc đời giàu sang. Khi làm bất cứ việc gì, bạn cũng có hoạch định và mục tiêu rõ ràng. Đặc điểm này báo hiệu một tướng người tỉ mỉ, chú ý đến tiểu tiết trong mọi công việc nên dễ đạt được thành công, làm nên sự nghiệp vẻ vang trong cuộc đời. Đó là kiểu người hay lo lắng chu toàn cho mọi vấn đề từ những chi tiết nhỏ nhất, nên nếu người phụ nữ nào có đặc điểm này thì thường là mẫu phụ nữ mẫu mực, có thể đảm đang mọi công việc trong gia đình. Nếu đó là nốt ruồi mọc chìm, những nốt ruồi mọc ở vị trí này dưới dạng những nốt tàn nhang với vị trí lộn xộn là thường báo hiệu một số phận khá long nong vất vả. Người này thường phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong đường đời mưu sinh. Ngoài ra họ còn có những điểm yếu trong tính cách, đó là người không giữ chữ tín, thường không có kế hoạch rõ ràng trong cuộc sống. 3. Những nốt ruồi mọc ở hai bên mông, có thể là nốt ruồi chìm hoặc nổi, đều mang ý nghĩa giống nhau. Một người có nốt ruồi mọc ở mông, bất kể đó là nốt ruồi chìm hay nổi, đều mang một ý nghĩa tốt. Đó thường là người có năng lực và tố chất đặc biệt trong cuộc sống của họ, nhưng họ lại là một điểm yếu, đó là khá lười biếng, thường ỷ lại vào những điểm mạnh sở trường của bản thân. Những người này tuy có nhiều tố chất nhưng lại khó xây dựng thành công sự nghiệp vẻ vang, do tinh thần cầu tiến của họ không cao, họ cũng dễ bị rơi vào trường hợp do quá ham mê, sa đà ăn chơi và quên đi công việc, thường mặc kệ cuộc đời mình cho số phận quyết định. 4. Những nốt ruồi mọc ở hai bên đùi, ở khu vực
từ dưới mông đến bắp chân. Nếu bạn có những nốt ruồi mọc ở vị trí này, dù đó là nổi hay chìm, thì cũng có ý nghĩa rằng bạn là một người khá lanh lợi, thường nhiều mưu kế trong suy nghĩ, nên đôi khi chỉ cốt lợi cho bản thân mình mà không nghĩ thấu đáo trước sau. Những người có nốt ruồi này đa số đều ham mê sắc tiểu, lại rất xảo ngôn, không để lộ tính tình, ý định của mình qua lời nói. Ở vị trí cùi chỏ tay, nếu đây là những nốt ruồi mọc nổi, những người có nốt ruồi mọc nổi ở vị trí này thường là người ưa thích mạo hiểm, không ngại gian khổ. Họ là người không thể ngồi yên lâu một chỗ mà ham thích hoạt động, thích được lao động luôn chân tay. Những người này thường có đầu óc tư duy kinh doanh khá tốt và không ngại khó khăn gian khổ để xây dựng sự nghiệp trong cuộc đời mình, nên hầu hết họ có một cuộc đời khá giả và sáng sủa. Nếu đây là những nốt ruồi mọc chìm, nếu ở vị trí này xuất hiện những nốt ruồi mờ hoặc đám tàn nhang thì báo hiệu đó là người không có ưu điểm về giao tiếp. Họ là người thiếu kiên nhẫn trong mọi việc và thường không nhất quán, có nhiều mâu thuẫn trong suy nghĩ và hành động. 6. Những nốt ruồi mọc ở vị trí bộ vị của lưng. Nếu đây là những nốt ruồi mọc nổi, những người có nốt ruồi mọc nổi ở vị trí này thường báo hiệu một tướng số cuộc đời khá tốt. Họ là những người có quyết tâm cao, khi được giao bất cứ việc gì cũng sẽ bắt tay ngay vào hành động để đạt được kết quả. Những người này dù đạt được nhiều thành công về tiền bạc, nhưng họ cũng là người xem trọng lễ nghĩa, phép tắc, không dễ bị tiền bạc làm cho mờ mắt. Tất cả những người có nốt ruồi này đều xem trọng chữ tín, được rất nhiều người xung quanh vị nể. Nếu đây là những nốt ruồi mọc chìm, thì những người có nốt ruồi mọc chìm ở vị trí này thì thường là người bất cẩn, hành xử nóng vội và không trọng chữ tín. Họ thường xem công việc lên không đạt được kết quả cao trong cuộc sống, không được mọi người tín nhiệm. 7. Những nốt ruồi mọc ở vị trí giữa xương sống của lưng hoặc ở hai bên mặt sau của buồng phổi. Nếu đây là những nốt ruồi mọc nổi, những người có nốt ruồi mọc ở vị trí này thường chủ về bệnh tật, đau yếu. Họ thường có khá nhiều rắc rối về sức khỏe hay bị bệnh tật bất ngờ, nhưng lại không ảnh hưởng đến đại cuộc, do dấu hiệu này sẽ báo hiệu một số đắc thọ được hưởng phúc phận sống lâu. Nếu đây là những nốt ruồi mọc chìm, thì những nốt ruồi mọc ở vị trí này ở dưới dạng nốt ruồi mờ hoặc đám tàn nhang thì chủ về bệnh thận, là người tần tiện bủn xỉn quá mức, thường không có ai có thể ăn bớt được tài sản của họ. Những người này thường để lại ấn tượng là một người rất lù đù chậm chạp, ít được hanh thông trong cuộc sống. Xem tướng nghèo hèn qua nốt ruồi trên bàn tay. Trên cơ thể người ai cũng xuất hiện nốt ruồi. Thông thường nốt ruồi sẽ có màu sắc chủ yếu là màu vàng nhạt hoặc màu nâu đen. Muốn biết nốt ruồi tốt hay không thì các bạn nên chú ý tới màu sắc, phải có màu đen hay màu đỏ son. Dưới đây là cách xem bói về nốt ruồi trên bàn tay cho cả nam giới và nữ giới. Vị trí số 1, nốt ruồi màu đen sinh ra ở trên gò mộc tinh, tức là dưới ngón tay trỏ. Trong lòng bàn tay của người đàn ông thì dự báo người này có cơ hội xây dựng nên công danh và sự nghiệp với sự hỗ trợ vô cùng đắc lực từ bên gia đình nhà vợ. Còn nếu nốt ruồi này xuất hiện ở trên bàn tay nữ giới thì đây ắt sẽ là người vợ hết sức đảm đang, tháo vát, có thể tự mình lo toan mọi công việc trong nhà, luôn bên cạnh trợ giúp cho chồng, có chỗ đứng trong xã hội, thăng chức thăng quyền. Mặc dù vậy, cũng có một số ý kiến khác cho rằng nốt ruồi đen ở vị trí này là thể hiện của phung phí hao tốn tiền của. Còn ngược lại, nếu có nốt ruồi đỏ mọc ở gò mộc tinh,
thì người sở hữu nó là người có lợi lộc. Vị trí số 2, nốt ruồi màu đen sinh ra ở trên gò thổ tinh dưới ngón tay giữa, thì bản thân của người có nốt ruồi này sẽ được kết hôn với người trong gia đình quyền chức và cao quý. Tuy vậy, họ hoàn toàn phụ thuộc vào nhà đó. Nốt ruồi son mọc ở trên gò thổ tinh thì chủ nhân sẽ gặp nhiều dịp may mắn bất ngờ trên con đường công danh và sự nghiệp, dễ dàng trở thành người có tiếng tăm, công thành danh toại. Về vị trí số 3, nốt ruồi màu đen sinh ra ở trên gò thái dương dưới ngón tay đeo nhẫn. Chủ nhân của nốt ruồi tại vị trí này sẽ luôn gặp thuận lợi trong chuyện tình duyên, có cơ hội tìm được tình yêu sét đánh mà nên kết duyên, thành vợ thành chồng. Hơn nữa, người có nốt ruồi này sẽ tạo dựng được nhiều thành quả tốt đẹp, nổi tiếng nếu có ý định tiến thân theo con đường nghệ thuật. Vị trí số 4 là nốt ruồi màu đen sinh ra ở trên gò thủy tinh dưới ngón tay út, là chuyện tình yêu đôi lứa của người này sẽ ít được thuận lợi may mắn. Hơn nữa, cũng có một số ý kiến khác cho rằng đây là biểu hiện cho sự tham của trộm cướp và bị khổ sở vì vợ hại. Còn nếu là nốt ruồi đỏ trên gò này thì bản thân người này sẽ được mối nhân duyên khá ngoài dự tính, rất lãng mạn và tốt đẹp. Vị trí số 5, cho dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu có nốt ruồi sinh ra trên gò thái âm thì mối lương duyên tình yêu của họ sẽ vẹn toàn. Họ đến với nhau bằng những sự chân thành và hào phóng. Vị trí số 6, nốt ruồi màu đen sinh ra ở trên gò kim tinh, ở dưới ngón cái. Chủ nhân của nốt ruồi này thì họ sẽ có một tình yêu đầu gặp nhiều chia cách, đau thương. Còn nếu tại vị trí này là nốt ruồi đỏ thì người này có cuộc sống giàu sang và sung sướng. Vị trí số 7, nốt ruồi màu đen sinh ra ở trên đồng hỏa tinh, ở phần trũng nhất nằm ngay trung tâm của lòng bàn tay, thì người này dễ bị đau khổ, phụ thuộc rất nhiều vào chuyện tình cảm. Họ được rất nhiều người khác giới theo đuổi và quý mến. Vị trí số 8 là nốt ruồi mọc trên đường sinh đạo. Người này cần chú ý, cẩn trọng chuyện đi xa. Nốt ruồi mọc ở vị trí này rất xấu, sẽ gặp đại hạn, nguy hiểm tới tính mạng. Vị trí số 9 là nốt ruồi mọc trên đường tâm đạo, là người này có cuộc đời chịu nhiều vất vả, ít gặt hái được thành quả như ý muốn. Vị trí số 10 là nốt ruồi hình thành trên đốt thứ 3 của ngón tay đeo nhẫn, người này dễ mắc vào các bệnh về mắt. Vị trí 11, nốt ruồi hình trên vòng cổ tay, người này tương lai số vận sẽ được thừa hưởng tài sản lớn, hay vì một dịp may mắn bất ngờ nào đó mà trở nên khá giả và giàu sang. Vị trí số 12 là có một vài nốt ruồi màu đen mọc ở trên đường chí đạo. Chủ nhân là người có tính cách khá độc lập, tự mình có thể lập nên sự nghiệp riêng mà ít cần sự trợ giúp từ gia đình hoặc người thân. Nếu tại vị trí này có thêm các đường tạo thành hình tam giác thì đây là người hoàn toàn tự tay gây dựng nên đại nghiệp, phát triển mạnh mẽ, vang danh thiên hạ. Vị trí số 13 là xuất hiện nốt ruồi đỏ ở đốt thứ nhất ngón tay trỏ. Người này có đời sống khá an nhàn, yên ấm và trọn vẹn. Vị trí số 14, nếu nốt ruồi mọc ở đốt thứ hai ngón tay trỏ, là chủ nhân có nốt ruồi này thì là người luôn được mọi người xung quanh trợ giúp lúc khó khăn, hay nói cách khác là có quý nhân phụ trợ, từ đó mà tạo dựng cơ nghiệp cho riêng mình được dễ dàng. Vị trí số 5, nếu nốt ruồi đó xuất hiện ở đốt thứ hai ngón cái thì người này rất dễ gặp tai bay vạ gió bất ngờ. Vị trí số 16, nếu xuất hiện nốt ruồi đỏ ở lóng đầu tiên của ngón tay cái là chủ nhân có duyên thuận lợi, hôn nhân gia đình trọn vẹn. Vị trí số 17 là nốt ruồi son mọc trên gò hỏa tinh âm hay hỏa tinh dương thì người này có quý nhân phù trợ, sự nghiệp tất thành. Mười một vị trí nốt ruồi đào hoa của nữ giới.
Trong tướng số tử vi, trên khuôn mặt thường xuất hiện nốt ruồi mọc ở một số vị trí khác nhau. Những nốt ruồi này đều biểu thị cho tính tình, thái độ và sống khác nhau. Một là nốt ruồi mọc ở trên trán. Chủ nhân sở hữu nốt ruồi ở vị trí này đa phần đều bề ngoài khá hiền lành, nữ tính, tuy vậy đằng sau đó chứa một trái tim nồng cháy trong yêu đương. Còn đối với chuyện phòng the, cô gái ấy thực sự là một người phụ nữ tràn đầy ấn tượng. 2. Nốt ruồi mọc ở phía dưới chân lông mày. Nữ giới có nốt ruồi mọc ở vị trí này đa phần là người nhiều tình cảm. Cô nàng rất thích thú với việc tự mình trải qua sự mới lạ trong tình yêu lẫn chuyện chăn gối. Đối với cô ấy, tình yêu thường có quan điểm rõ ràng, yêu không có nghĩa là phải tiến tới hôn nhân, và sau khi đã kết, rất có khả năng cô ấy vẫn nảy sinh tình cảm với người khác. 3. Nốt ruồi mọc ở bên dưới đôi mắt. Chủ nhân của nốt ruồi này có nhiều nét tương đồng với người có nốt ruồi ở phía cuối chân lông mày. Đôi bên đều biểu thị sự đa tình và đam mê dục vọng. 4. Nốt ruồi mọc ở phía dưới khóe mắt. Người này có tính cách khá mơ mộng và lãng mạn. Chính vì thế nên con đường tình cảm của cô nàng ấy gặp khá nhiều đổ vỡ và đau đớn. 5. Nốt ruồi mọc ở phía trên khóe miệng. Nốt ruồi mọc tại vị trí này còn được gọi là nốt ruồi phong lưu. Người này khá thu hút mắt nhìn và ấn tượng tốt với người đàn ông đối diện, sẽ đạt được thanh danh và tiếng tăm nếu dấn thân theo con đường nghệ thuật và phim ảnh. 6. Nốt ruồi mọc ở trên môi. Người này ham mê cái đẹp và khá là tham ăn, cũng được rất nhiều người theo đuổi, cần chú ý hơn đến sức khỏe và các mối quan hệ xung quanh. 7. Nốt ruồi mọc ở trong mắt. Nốt ruồi này rất hiếm gặp nhưng lại tốt. Chủ nhân của nốt ruồi này khá thông minh, có tố chất lãnh đạo và khá đào hoa. 8. Nốt ruồi mọc ở ấn đường, vị trí giữa hai đầu lông mày. Nữ giới có nốt ruồi mọc ở vị trí này là người có tính cách khá nhiệt tình, sôi nổi, thân thiện. Cũng chính vì những đặc điểm đó mà người này có khá nhiều vệ tinh theo đuổi. 9. Nốt ruồi mọc ở tị lương là sống mũi. Nốt ruồi tại vị trí này cũng thể hiện sự đào hoa. Cô nàng có nốt ruồi này dễ chịu cảnh bê bối đau đớn trong tình yêu. Nói cách khác, đây là nốt ruồi đào hoa xấu. 10. Nốt ruồi mọc ở nhân trung, phần lõm sâu phía trên của môi trên. Nốt ruồi tại nhân trung hay còn gọi là nốt ruồi biểu thị cho sự ngoại tình. Phụ nữ có nốt ruồi này đã phần rất ít quan tâm tới việc gia đình, hơn nữa lại khá lẳng lơ và điều tiếng. 11. Nốt ruồi mọc ở phía bên má. Nốt ruồi bên má nếu mọc ở vị trí pháp lệnh, chủ nhân của nó sẽ là một người khá đào hoa đa tình, dễ xảy ra các quan hệ ngoài luồng với người khác. Người này có sắc đẹp và trẻ lâu. Trên đây là ý nghĩa của những vị trí nốt ruồi ở trong lòng bàn tay. Theo quan niệm của nhân tướng học, hầu hết trên cơ thể ai cũng có nốt ruồi. Nốt ruồi mọc đúng chỗ sẽ mang đến nét duyên ngầm, may mắn đến cho chủ nhân. Tuy nhiên, cũng có những nốt ruồi lại mang ý nghĩa không tốt hoặc ảnh hưởng đến thẩm mỹ của con người. Sáu kiểu tướng bàn tay báo hiệu cuộc đời giàu sang và phú quý. Xem tướng bàn tay có thể dự đoán được tài vận số mệnh của mỗi người. Sáu tướng bàn tay sau đây cho thấy bạn là người làm ăn giỏi và nhanh chóng thành công, danh lợi. Từ xưa đến nay, nhiều người vẫn thường xem tướng bàn tay để tìm hiểu về tính cách, tài lộc và sức khỏe của mình. Xem tướng bàn tay trở thành một bộ phận quan trọng của nhân tướng học và được nhiều người quan tâm. Trong thuật xem chỉ tay, người ta đã phát hiện ra 6 kiểu tướng bàn tay sau đây báo hiệu cuộc sống của những người có nhiều thành công, dễ dàng và gặp phú quý may mắn. Lòng bàn tay có hình chữ M. Những người có lòng bàn tay xuất hiện vân chữ M thường là người có tham vọng trong sự nghiệp và phấn đấu không ngừng để đạt được những mục tiêu mà mình đặt ra. Đối với họ, những khó khăn, thử thách càng kích thích họ tiến lên và chinh phục. Với những người này, vào khoảng tầm 40 tuổi, họ sẽ đạt được những thành công vang dội trên con đường sự nghiệp đã theo đuổi. Vân tay hình chữ M báo hiệu bạn sẽ thành công trong độ tuổi trung niên. Gò thủy tinh hồng hào và nổi cộm. Gò thủy tinh là gốc ngón út.
tượng trưng cho tài vận, mối quan hệ xã hội và đầu óc kinh doanh. Nếu bàn tay của bạn có gò thủy tinh hồng hào và nổi cộm, chứng tỏ bạn có tài năng kinh doanh và gặp nhiều cơ hội hái ra tiền. Chính vì vậy, những người này nếu lựa chọn con đường làm giàu bằng các dự án khởi nghiệp hay kinh doanh riêng thay vì làm công ăn lương và sẽ thu được nguồn lợi nhuận to lớn. Đường tài vận thẳng và rõ nét. Đường tài vận còn gọi là đường thủy tinh, là đường ngắn nằm dọc ở gò thủy tinh gốc ngón út. Đường tài vận rõ ràng và thẳng, chứng tỏ nguồn tài vận tốt. Nếu có bàn tay này, bạn rất giỏi trong việc kiếm tiền. Trong nhân tướng học, gò thủy tinh mang ý nghĩa kiểm soát tiền tài. Gò thái dương gốc ngón áp út sẽ kiểm soát tình duyên và danh tiếng, may mắn. Chính vì vậy, nếu đường tài vận xuất hiện giữa gò thủy tinh và gò thái dương thì bạn sẽ có nguồn lợi thu lớn từ bất động sản. Những người có đường tài vận thẳng và rõ nét mang đến nguồn tài lộc dồi dào cho bạn. Đường tài vận có nhiều vân mảnh trên bàn tay. Đường tài vận là những đường xiên mảnh nhỏ ở gò thủy tinh và gò thái dương. Nếu bàn tay có nhiều vân tài vận, chứng tỏ bạn có nguồn tài vận dồi dào. Với những người này, ngoài cơ hội trúng số trúng thưởng, bạn còn thường xuyên nhận được những món quà từ việc giao dịch mua bán hoặc các phiếu mua hàng ở rất nhiều sản phẩm và dịch vụ, ví dụ như trúng thưởng sổ số. Gò thái dương và gò mộc tinh có vân ngôi sao. Nếu lòng bàn tay xuất hiện vân ngôi sao ở gò thái dương gốc ngón áp út và gò mộc tinh gốc ngón trỏ, và đây là dấu hiệu may mắn báo hiệu cuộc đời bạn sẽ luôn gặp quý nhân phù trợ và có người giúp đỡ. Trong lĩnh vực về tài chính, những người này sẽ được nhiều nguồn lợi thu dồi dào, được nhiều thành công một cách bất ngờ và có nhiều mơ ước nhanh chóng thành hiện thực. Đường trí tuệ có nhánh hướng lên. Nếu gốc của đường trí tuệ có nhánh hướng lên, điều này chứng tỏ bạn là người vô cùng thông minh, nhạy bén, thức thời. Những người này thường có khả năng dự đoán xu hướng phát triển của thị trường kinh tế hoặc luôn đưa ra những chiến lược đầu tư đúng đắn. Với lợi thế đó, cùng việc yêu thích việc kiếm tiền, bạn luôn biết nắm cơ hội xảy ra đối với mình, thường thu về nguồn lợi lớn, đầu tư sinh lời liên tục. Những người có đường trí tuệ có nhánh hướng lên luôn thông minh, nhạy bén trong kinh doanh. 6 kiểu tướng bàn tay giàu sang phú quý trên đây, những người thuộc nhóm này cần nắm bắt cơ hội làm ăn để có thể thay đổi nguồn thu nhập và phát triển bản thân hơn nữa. Bàn tay có đặc điểm này không phú cũng quý, cả đời may mắn. Bàn tay là hàm chứa toàn bộ ý nghĩa cuộc đời và sự thăng trầm vận mệnh. Từ tướng tay tốt xấu có thể biết được thọ yểu, quý tiện và hiền ngu hay sang giàu. Không phải ngẫu nhiên mà đường chỉ tay lại có một vị trí quan trọng trong tử vi số mệnh. Xem tướng tay là thuật xem tướng từ xa xưa, mức độ phức tạp của nó có thể tương đương với xem tướng mặt. Độ to nhỏ và dày mỏng của bàn tay, màu sắc của bàn tay, độ dài ngắn, to nhỏ của nắm tay hay tương quan giữa các ngón tay, đường vân tay đều liên quan đến nhiều học thuyết mệnh lý. Dường như đôi bàn tay hàm chứa toàn bộ ý nghĩa cuộc đời và sự thăng trầm chủ yếu trong vận mệnh. Cổ nhân xem tướng cho rằng từ tướng tay tốt xấu có thể biết được thọ kiểu, lý tiện và hiền ngu sang giàu. Bàn tay hàm chứa toàn bộ ý nghĩa cuộc đời và sự thăng trầm trong vận mệnh. Người xa xưa đã đúc kết ra những đặc điểm được cho là thuộc đôi bàn tay của người có mệnh giàu có quý nhân phù trợ, mọi việc luôn được hanh thông, có vất vả nhưng có vượt qua mọi gian truân mới thấy được phú quý. Về bàn tay hình chữ nhất, bàn tay hình chữ nhất nhìn vào như một đường ngang rõ nét đặt ngửa hai lòng bàn tay. Đường tình duyên và đường trí tuệ hợp lại thành một đường ngang rõ nét chạy ngang bàn tay, khiến bàn tay nhìn vào như bị chia làm đôi. Phụ nữ sở hữu bàn tay trái chữ nhất hay còn gọi là bàn tay đoạn trưởng cho thấy là người có nhiều của cải, biết cách kiếm tiền sớm, có năng lực kinh doanh, thiên bẩm lại lớn gan hơn đàn ông, ham học giỏi, suy nghĩ về thực tế. Bởi vậy, phụ nữ kiểu này tự lập, tự tay làm giàu. Phụ nữ có bàn tay trái đoạn trưởng cũng không mấy khi thất tình hay bi lụy tình ái. Cuộc sống của họ rất thoải mái, tự tại. Tuy rằng họ rất dễ kết hôn muộn, nhưng nhất định người chồng tương lai của họ là người đáng để họ tin cậy cả đời.
tuyết phụ nữ này vừa có tài lại vừa có tình, cả đời hạnh phúc, phú quý và trường thọ. Bàn tay chữ M, người có đường chỉ tay hình chữ M được cho là những người rất có tài năng và có khả năng thiên bẩm đặc biệt, trực giác tố đặc biệt. Người có đặc điểm này là một đối tác tuyệt vời trong bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào. Trong nhân tướng học cho biết, số lượng người có đường chỉ tay này rất hiếm, do đó họ trưởng thành dấu hiệu của người đặc biệt. Họ là người có tướng lãnh đạo, sự nghiệp phát triển, có thể gây dựng được sự nghiệp lớn. Họ là người có tài năng và gặp được nhiều may mắn. Trong cuộc sống, đừng bao giờ có ý định đùa cợt với những người có đường chỉ tay hình chữ M, vì họ có trực giác tốt, phát hiện ra những điều giả dối rất nhanh. Hoa tay ở ngón cái và ngón trỏ. Có hai loại vân tay là vân xoáy và gầu xúc. Nếu có hoa tay ở ngón trỏ và ngón cái, còn những ngón khác đều là lưu vân, thì đó là người tâm tính tốt, có nhân duyên tốt. Họ có khiếu nói chuyện, giỏi giao tiếp nên được nhiều quý nhân trợ giúp để thành công. Tay có đường quý nhân, cổ nhân gọi đường này là vân tổ ấm. Vân âm đức nghĩa là nhờ tổ tiên âm đức nên mới có đường vân này. Người có âm đức càng nhiều thì đường quý nhân càng đậm và rõ. Người có đường quý nhân là có quý nhân giúp đỡ, luôn được bình an và may mắn. Đường quý nhân chính là đường cong nằm bên trong và chạy theo đường sinh mệnh, hay còn gọi là đường hỏa tinh. Mu bàn tay trái có nốt ruồi. Mu bàn tay có nốt ruồi là người có quý nhân phù trợ. Nếu bàn tay trái của phụ nữ có nốt ruồi, hơn nữa nốt ruồi này vừa nhỏ vừa đen, thì họ là người tâm địa thiện lương, phóng khoáng, có quý nhân phù trợ, tai ương đều trôi qua, chuyển nguy thành an. Dù không đến mức còn trẻ đã tự lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng chắc chắn sẽ sống một cuộc đời yên ổn, hạnh phúc bên người chồng yêu thương, hết mực và giàu sang. Ngón út dài nhỏ, gò thủy tinh dày. Gò thủy tinh dày là người có khiếu kinh doanh thiên bẩm. Gò thủy tinh báo hiệu phúc phận của phụ nữ, vị trí nằm dưới ngón út. Những người phụ nữ sở hữu gò thủy tinh dày thường rất giỏi quản lý về tiền bạc, thích hợp làm ăn buôn bán. Nếu lại thêm ngón út vừa dài vừa nhỏ là dấu hiệu tình duyên đẹp, sự nghiệp tự tay làm nên cơ đồ, tài vận và phúc khí đều có trong tay. Lòng bàn tay hồng hào, thịt dày và mềm. Những người mà có bàn tay hồng hào, mềm mại thì thường là những người có phúc khí vô cùng lớn. Trong cuộc sống, họ thoải mái, thường không phải vất vả. Đường công danh cũng như sự nghiệp, có quý nhân phụ trợ và giúp đỡ. Tám loại cây nên trồng trước nhà để gia đình êm ấm, tài lộc dồi dào. Theo phong thủy, chỉ một số loại cây có công dụng đảm bảo tài vận, sức khỏe cho gia chủ. Trong quan niệm thông thường, trồng cây ở phía trước nhà vừa tạo không gian xanh, vừa tạo không khí trong lành. Nhưng ít người biết trồng cây phía trước nhà cũng cần lưu ý lựa chọn, bởi chỉ một số loại cây có công dụng đảm bảo về tài vận, sức khỏe cho gia chủ. Theo phong thủy, một là cây cau. Cây cau là loại cây có thân thẳng, thanh mảnh nên không ngăn ánh nắng sớm cũng như luồng ánh sáng cần thiết vào ngôi nhà. Bên cạnh đó, cau cũng không cản gió mát lành vào nhà. Không chỉ vậy, cau còn ít rụng lá, không làm hỏng cảnh quan phía trước nhà. Điều quan trọng hơn là cây cau khi được trồng trước nhà sẽ giúp tăng nguồn năng lượng về dương khí, giảm năng lượng âm khí ảnh hưởng đến ngôi nhà, từ đó mang đến may mắn cho gia chủ. Hai là cây tre hoặc cây trúc. Cây trúc ngụ ý trời đất dài rộng, trúc gần âm với trúc, có ý chỉ chúc phúc tốt đẹp. Trong phong thủy cổ truyền thường cho rằng trước và sau nhà có trúc là đem lại tốt lành cho gia đình. Cây tre là biểu tượng của tuổi thọ, bởi nó là loài thực vật luôn xanh tươi quanh năm, trong bất cứ thời tiết nào vẫn có thể phát triển trong những điều kiện rất khó khăn. Theo một bức tranh vẽ có lối truyền thống hình dáng cây tre xanh tươi trong phòng học hay văn phòng, có thể gặp may mắn về việc học hành và công việc kinh doanh. Trồng tre trúc trước nhà giúp cho gia chủ tan điều xui rủi, đánh bay mọi thị phi
và nhân điều may mắn lên gấp bội. 3 là dừa cảnh. Cây dừa cảnh sẽ mang đến điềm lành cho gia chủ, đồng thời giúp thanh lọc không khí cho cả gia đình. Không chỉ vậy, dừa cảnh còn giúp công việc làm ăn của chủ nhà được thuận buồm xuôi gió, phát lộc phát tài. Tuy nhiên, nó không mấy dễ kiếm và giá cả cũng không mềm mại. Nếu thực sự ưa thích, bạn hoàn toàn có thể trồng chúng trong nhà, vì lợi ích thanh lọc không khí của dừa cảnh là vô cùng lớn. Nhưng trước khi quyết định tậu một cành cây về nhà, hãy chịu khó học cách trồng và chăm chút thật tỉ mỉ. 4 là cây thuộc họ cam chanh, gồm có chanh, quất, cam, quýt, rất thích hợp đặt ở cửa ra vào. Đây là những loại cây mang đến nguồn tiền tài dồi dào cho gia chủ, đặc biệt là những dịp năm mới và đầu xuân. Hơn nữa, quả cam chanh giống như một kiểu mọc nhãn, giúp chủ nhân tinh tường nhìn ra được cơ hội làm ăn, dự đoán được các nguy cơ trong công việc hóa giải. 5 là cây hoa hòe. Cây hoa hòe có mùi thơm rất dễ chịu. Ngoài công dụng của vị thuốc hữu ích trong y học, hoa hòe còn có ý nghĩa trong phong thủy, mang lại cuộc sống sung túc, phú quý cho chủ nhân khi được trồng trước cửa nhà. 6 là cây hoa đào. Theo phong thủy phương Đông, hoa đào là loại hoa có năng lượng lành mạnh, có sức sống tràn đầy. Vì vậy, trồng hoa đào trước sân nhà không chỉ giúp cuộc sống gia đình thêm sung túc, sum vầy, mà còn mang đến vẻ đẹp đầm ấm, nổi bật cho ngoại thất ngôi nhà. Hơn nữa, khi luồng năng lượng từ cổng đi vào, gặp hoa đào sẽ mang vào nhà không khí vui vẻ, mang đến nguồn khí khỏe mạnh cho mọi người trong gia đình bạn. 7 là hoa mai. Gần với ý nghĩa của hoa đào, cây hoa mai thường được trồng trong chậu để trước hiên nhà. Mai phù hợp với khí hậu nắng nóng của miền Nam. Màu vàng và hoa mai tượng trưng cho vàng son, phú quý. 5 cánh của hoa mai tượng trưng cho ngũ phúc, vui vẻ, hạnh phúc, trường thọ, hòa bình, thuận lợi. Nếu bạn là người yêu hoa, hãy chọn cho gia đình một cây mai tươi tốt, đặt ngay hiên nhà hoặc lối vào nhà để chiêu tài đón lộc. 8 là hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền là loại hoa rất được ưa chuộng trong những gia đình người phương Đông, bởi đây là loại hoa khá dễ trồng. Hoa nở tươi tắm, mang đến vẻ đẹp rực rỡ cho không gian sống. Bên cạnh đó, hoa đồng tiền cũng là một trong những loại hoa phong thủy mang đến nhiều tiền tài cho gia đình. Năm điều cấm kỵ trong phong thủy phòng khách khiến gia chủ lụi bại. Phòng khách là linh hồn của căn nhà, là nơi đón nhận tài khí cho gia chủ. Nếu phạm phải những điều cấm kỵ trong phong thủy phòng khách thì gia chủ có thể ngày càng sa sút, sự nghiệp thăng trầm bất ổn, tài lộc tiêu hao. Trong phong thủy, phòng khách được coi là chủ quản vận trình sự nghiệp của gia chủ. Sự nghiệp của gia chủ thăng hay trầm đều có mối quan hệ mật thiết tới bố cục phong thủy trong phòng khách. Nếu phòng khách được sắp xếp hợp lý, người sống trong nhà cũng thuận bề thăng tiến chức. Tuy nhiên, nếu bài trí không đúng cách thì sự nghiệp ngày càng sa sút, vận trình ngày càng đi xuống. Vậy bạn đã biết những điều cấm kỵ trong phong thủy phòng khách hay chưa? Bố trí phòng khách nên tránh những điểm gì để không phạm phải phong thủy? Cùng khám phá với lịch ngày tốt nhé. 1 là phòng khách kỵ bày cây cảnh mang ý nghĩa không lành. Thường thì đặt cây cảnh trong phòng khách vừa có thể thanh lọc bầu không khí mà còn vừa có thể tăng thêm tính thẩm mỹ cho cả căn phòng. Có thể nói đây là sự lựa chọn mà nhiều gia đình ưa chuộng. Nhưng bạn nên biết rằng không phải tất cả mọi loại cây cảnh đều có thể trưng trong phòng khách. Phòng khách không thích hợp với các loại cây lá nhọn, lá kim hay các loại cây có gai như cây xương rồng hoặc cây hoa hồng. Gai nhọn hay lá nhọn có thể mang theo sát khí, chẳng hạn tổn hại đến gia chủ mà còn ảnh hưởng đến vận quý nhân. Quý nhân đến nhà bị sát khí xua đuổi, vận trình công danh sự nghiệp của gia chủ khó bề vượng phát. Nếu có ý định trưng bày cây cảnh ở đây thì phải theo phong thủy phòng khách, bạn nên chọn những cây mang ý tốt lành,
chiêu tài tụ lộc như cây phát tài, cây kim tiền. Đồng thời có điểm này cần chú ý, tuyệt đối chớ nên đặt cây ở vị trí chính giữa phòng, kẻ phạm phải điều cấm kỵ trong phong thủy bạn nhé. Hai là phòng khách kỵ rác bẩn bừa bãi chất đống. Trong phong thủy, phòng khách còn được gọi là nội minh đường, là nơi chính yếu trong nhà để tích tụ tài khí. Chính vì thế, phòng khách càng rộng, càng thoáng thì càng phát huy được tác dụng thu nạp khí tốt. Nếu gia chủ để đồ đạc bừa bãi lại không chịu dọn dẹp rác bẩn trong phòng, để rác chất đống lên thì chắc chắn sẽ gây ra những trường khí xấu, khiến cho tài khí khó bề tích tụ. Khí tốt vừa vào nhà đã bị tiêu tan, lâu ngày phòng khách bị khí xấu hoành hành lấn áp, chẳng những ảnh hưởng đến tài vận mà sự nghiệp của gia chủ còn khiến cho sức khỏe gia đình ngày càng suy yếu. Hãy nên dọn dẹp ngay nhà mình, nhất là giữ cho phòng khách sạch đẹp bạn nhé. 3 là phòng khách kỵ treo tranh ảnh có hàm ý không lành. Phòng khách là nơi sinh hoạt chung của gia đình, là nơi để mọi người quây quần bên nhau sau những giờ phút làm việc mệt mỏi trong ngày. Chính vì thế mà căn phòng này cần bố trí sao cho gọn gàng, ấm áp. Treo tranh trong phòng khách tạo cảm giác thanh nhã, nhưng nếu tranh có ý nghĩa xấu thì chưa biết chừng sẽ gây tai hại cho gia chủ. Một điều cấm kỵ trong phong thủy phòng khách đó là treo những bức tranh có hình mãnh thú như chim ưng, hổ báo hoặc sư tử. Những con thú đó có thể dễ dàng gây hại đến cho những người mang theo những điểm dữ như tai nạn bất ngờ. Đặc biệt nếu nhà có người tuổi Mùi, tuổi Tý hay tuổi Tỵ thì tranh chim ưng có thể khiến cho họ gặp nguy hiểm. Hễ có tai họa gì bất ngờ xảy tới là sẽ ứng nghiệm lên những người tuổi này trước hết. Đây chính là do ảnh hưởng của từ trường, do can chi ngũ hành xung khắc. Ngoài ra những bức tranh chiều tượng tuy rất đẹp nhưng có thể khiến cho con người cảm thấy hỗn loạn, như bức tranh thác đổ quá lớn lại mang theo ngụ ý phá tài, tranh mặt trời lặn trên biển thì cản trở vận trình thăng tiến sự nghiệp của gia chủ. 4 là không nên đặt gương lớn phía sau salon. Có một số vùng khi nhà mới được xây sửa xong, bạn bè người thân thường mang tới tặng gia chủ một tấm gương lớn để trừ tà xua khí xấu. Nhiều người không hiểu về phong thủy lại đem tấm gương đó treo ngay sau salon phòng khách mà không biết rằng đó là một trong những điều cấm kỵ về phong thủy. Gương có nhiều tác dụng trong phong thủy, có thể thu hút và phản xạ sát khí. Khi gia chủ ngồi nghỉ ngơi trên salon, phần não bộ phía sau xoay thẳng về phía gương. Những từ trường xấu hay sát khí mà gương phản xạ lại sẽ chiếu thẳng vào người đó, gây tác động không tốt lên cảm xúc và tinh thần của người ấy. Nếu lỡ không biết mà phạm vào phong thủy thì nên gỡ gương xuống ngay hoặc chuyển ra chỗ khác. 5 là tránh đặt những vật may mắn tương xứng với con giáp. Mỗi thành viên trong gia đình thuộc những con giáp khác nhau nên khi bài trí vận may mắn trong phòng khách nên chú ý tránh đặt những con vật xung khắc với con giáp mà người nhà mình trực thuộc, nếu không sẽ phạm phải đại kỵ trong phong thủy. Và tùy theo những con giáp mà đối chiếu, ta sẽ có những con giáp xung khắc với nhau. Tuổi Tý kỵ với tuổi Ngựa, tuổi Dê và tuổi Mèo. Tuổi Sửu kỵ với tuổi Ngựa, tuổi Dê và tuổi Tuất. Tuổi Dần kỵ với tuổi Rắn và tuổi Khỉ. Tuổi Mão kỵ với tuổi Chuột. Tuổi Thìn kỵ với tuổi Tuất và tuổi Mão. Tuổi Tỵ kỵ với tuổi Hợi và tuổi Dần. Tuổi Ngọ kỵ với tuổi Tý và tuổi Sửu. Tuổi Mùi kỵ với tuổi Sửu và tuổi Tý với tuổi Tuất. Tuổi Thân kỵ với tuổi Dần và tuổi Hợi. Tuổi Dậu kỵ với tuổi Mão và tuổi Tuất. Tuổi Tuất kỵ với tuổi Rồng, tuổi Dậu, tuổi Mùi và tuổi Sửu. Tuổi Hợi kỵ với tuổi Tỵ và tuổi Thân.
bói chỉ tay 13 đường hôn nhân thất bại. Trên lòng bàn tay, đường hôn nhân khác với đường tình duyên, nó là đại diện cho chuyện hạnh phúc hôn nhân của một người. Kết hôn sớm hay muộn, hôn nhân có hạnh phúc hay không có thể được tiên đoán qua hình dáng đường chỉ tay này. Dưới đây là 13 loại chỉ tay tiên đoán hôn nhân không sớm thì muộn cũng tan vỡ. 1. Có 3 đường hôn nhân. Bạn là người tốt bụng, thông minh nhưng lại quá lãng mạn, đa tình. Cũng chính vì quá lãng mạn, đa tình mà bạn gặp nhiều rắc rối trong hôn nhân. Bạn rất dễ rơi vào tình huống sẽ tái hôn. Đường ở giữa sâu nhất chính là tượng trưng cho hôn nhân của bạn. Nó thể hiện thời điểm hôn nhân hạnh phúc của bạn. Đường dưới cùng là đường tình ái, thể hiện cho mối tình đầu. Nếu đường này càng ngắn thì chứng tỏ mối tình đầu càng mờ nhạt. Đường trên cùng là đường tình nhân, dự báo cho những cuộc tình ngoài chồng, ngoài vợ của bạn. 2. Là có 2 đường trên dài và dưới ngắn. Nếu bạn có 2 đường hôn nhân như trên thì chứng tỏ bạn đang có bên ngoài một người khác phái để ý. Đây là bàn tay điển hình của tướng người ngoại tình. Có thể xem tay này để biết được cả người tình của bạn thế nào. 3. Là đường trên ngắn, đường dưới dài. Nếu bạn có một đường ngắn ở phía trên và rất gần với đường hôn nhân thì nó cho thấy bạn có thể rơi vào mối tình với một người đã lập gia đình. Bạn rất có thể trở thành kẻ thứ ba. 4. Là 2 đường song song. Nếu bạn có 2 đường hôn nhân dài tương đương, khoảng cách khá đều, có thể gọi là song song nhau, thì chồng hoặc vợ bạn có tình nhân, bạn có thể bị phản bội trước hoặc sau hôn nhân và cũng có khả năng bạn sẽ phải trải qua 2 lần kết hôn. 5. Là đường hôn nhân ngắn và mờ. Nếu đường hôn nhân của bạn ngắn và mờ thì chứng tỏ bạn chỉ đùa giỡn với những người khác phái, có cảm tình với mình. Nếu vừa nhỏ vừa mờ nhạt thì bạn vốn là người rất lạnh lùng, hôn nhân của bạn cũng lạnh lẽo. Những người không có đường hôn nhân là những người rất lạnh lùng, không coi trọng hôn nhân gia đình. Đó cũng dự đoán tương lai hôn nhân không thuận lợi, hoặc sẽ là kiểu người đối phó với hôn nhân. Nếu gặp phải đối tượng là những người như thế, bạn phải thận trọng, nói không chừng một ngày nào đó sẽ bỗng hoặc tự dưng nói lời chia tay với bạn. 6. Là đường hôn nhân 1. Đường hôn nhân một cái hướng về phía trước kéo dài, một cái hướng xuống dưới và kéo dài xuống. Nếu bạn có đường hôn nhân rẽ hai lối như vậy, chứng tỏ bạn có người để ý nhưng lại cũng đang bận tâm với một người khác nữa. Hôn nhân của bạn cũng khó có được hạnh phúc, bạn có thể rơi vào tình huống ly hôn. 7. Là đường hôn nhân rủ xuống và có đường phân nhánh. Dù chỉ có một đường nhưng nếu rủ xuống và phân nhánh, chứng tỏ trung tuổi, hôn nhân của bạn sẽ có sự xáo trộn. Những sự cố đó có thể ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của bạn, thậm chí là ảnh hưởng đến cả công danh và sự nghiệp của bạn. 8. Đường hôn nhân quanh co và khúc kiểu. Đó chứng tỏ là hôn nhân của bạn có nhiều trở ngại. Những người này dễ dàng ngoại tình, phản bội chồng hoặc vợ, có thể còn bệnh qua đường sinh dục. 9. Là đường hôn nhân phân nhánh ở cuối. Đường hôn nhân phân nhánh như nhánh cây ở cuối đường là những người háo sắc, tham dâm. Tuy đã có hôn nhân nhưng vẫn không thỏa mãn, họ thường xuyên lui tới những chốn tử sắc, cô đầu. Hơn nữa là những người chơi bời lêu lỏng, cờ bạc rượu chè, ít khi tu chí làm ăn. 10. Đường hôn nhân có những vòng tròn. Những người có đường hôn nhân có vòng tròn là những người lả lơi ong bướm, họ không chung thủy với một người. Có sự phân biệt là nếu nhánh rộng, dài hay ngắn và mỏng hơn, trong đó nhánh càng to, rõ thì càng tiêu cực. 11. Là đường hôn nhân rủ xuống dưới. Đường hôn nhân phía cuối cùng rủ xuống như đuôi ngựa là người quá phóng khoáng, dễ dãi, họ khó bảo toàn chi tiết, đặc biệt nếu là nữ giới thì càng dâm đãng. 12. Có 4 đường hôn nhân. Có 4 đường hôn nhân là tướng người phong lưu buông thả, đặc biệt nếu là phụ nữ thì họ cực kỳ lãng mạn và phóng túng. Sự đào hoa của họ càng mạnh mẽ sau khi kết hôn, thậm chí có một số cam nguyện lưu lạc chốn thanh lâu. 13.
là có nhiều hơn 4 đường hôn nhân. Nếu có nhiều hơn 4 đường hôn nhân thì đại diện cho những người thích lãng mạn tình ái, họ thường không bằng lòng với cuộc sống hôn nhân bình thường. Nếu là nữ nhân sẽ không ngừng đổi mới nam nhân, còn nam nhân thì sau khi kết hôn vẫn thích trêu ghẹo và phong lưu lạ thường. Ba đặc điểm tướng bàn tay của người khó khăn với đường con cái. Con cái đến với cha mẹ là do nghiệp duyên. Duyên phận với con cái không tốt có lẽ là điều cực kỳ tồi tệ đối với một người mẹ, bởi điều đó mang rất nhiều ý nghĩa. Có thể quan hệ mẹ con không được tốt đẹp, cũng có thể không may khó khăn về đường con cái, không thể mang thai sinh nở như bình thường, hay không thể sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh. Tướng tay thể hiện rất nhiều điều liên quan đến duyên phận với con cái của nữ giới, thậm chí có thể biết được liệu người đó có thể mang thai hay không, khả năng mang thai là rất thấp, cũng như quan hệ mẹ con có được gần gũi thân thiết hay không. Hãy cùng xem chỉ tay để biết vận mệnh với con cái của bạn như thế nào. Một, phía cuối đường sinh mệnh bị đứt đoạn hay cắt ngang. Nếu trên bàn tay của một cô gái mà đường sinh mệnh bị đứt đoạn hay cắt ngang, hoặc càng về cuối thì đường chỉ tay đó lại càng mờ nhạt, không nhìn rõ hướng đi, thì rất có thể người đó sẽ khó có hạnh phúc lúc tuổi già. Xét trên nhiều phương diện thì có một tình huống có thể xảy ra, đó là cô gái đó không có phúc phận về đường con cái. Giữa cha mẹ và con cái luôn có một mối duyên nợ. Theo lẽ thường, người con gái có số mệnh bình thường thì khi về già sẽ vui vầy cùng con cháu, cuộc sống an nhàn vô lo vô nghĩ. Nhưng nếu khó khăn về đường con cái thì tất nhiên cuộc sống của họ sẽ chẳng thể nào được hạnh phúc. Dù tiền bạc đầy đủ nhưng tình cảm thiếu thốn thì cũng khó lòng thấy thỏa mãn với cuộc đời. Ngoài ra, xem chỉ tay nếu thấy đường sinh mệnh xuất hiện những thay đổi bất thường thì có thể bạn sẽ gặp phải vấn đề về sức khỏe, thậm chí có thể mắc bệnh trọng ảnh hưởng đến tuổi thọ, khiến cho sức khỏe bị sa sút nghiêm trọng. Người sức yếu thì khó có thể mang thai. Đây là điều rất dễ hiểu nhưng cũng rất đau lòng. 2. Xem chỉ tay không có đường hôn nhân. Khi xem tướng bàn tay, nếu không thấy sự xuất hiện của đường hôn nhân thì người phụ nữ đó là người khá bất hạnh. Ngay cả tình yêu hôn nhân cũng khó có được, chứ đừng nói gì đến chuyện kết hôn hay sinh con. Hơn nữa, tướng tay như vậy có thể hiện người này có cuộc sống hôn nhân không được tốt đẹp. Dù có thể thuận lợi lấy chồng, nhưng sau hôn nhân sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và nguy cơ tiềm ẩn, khiến cho họ chẳng thể nào chuyên tâm làm việc, cuộc sống cũng không mấy vui vẻ. Áp lực tinh thần quá lớn khiến họ khó lòng nghĩ tới chuyện sinh con, nếu có cũng rất khó khăn. Có thể nói bàn tay không có đường hôn nhân là một trong những dấu hiệu thể hiện nữ mệnh là người khó khăn về đường con cái. Tuy nhiên, vận hạn và nét tướng này lại mang hoàn toàn có thể hóa giải được. Chỉ cần bạn biết cách giữ cho hôn nhân bền vững thì mọi sự có thể bình an. 3. Là gò kim tinh quá bằng phẳng. Gò kim tinh là khu vực nằm trọn dưới gốc ngón cái và được đường sinh mệnh bao bọc, là phần nổi lên đầy đặn nhất trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, nếu khi xem tướng bàn tay mà thấy gò kim tinh lại quá bằng phẳng, thậm chí có phần lõm xuống, thì đây là dấu hiệu thể hiện người đó có sức khỏe không tốt, có thể nói là khá tệ. Cả bàn tay nhìn khô xác, chỉ nhìn qua cũng thấy thiếu sức sống. Một người phụ nữ ốm yếu xanh xao hiển nhiên là muốn mang thai và sinh nở thuận lợi. Một đứa trẻ khỏe mạnh sẽ vô cùng khó khăn. Sức khỏe tốt hay xấu là thứ có thể thay đổi được. Chỉ cần bạn nỗ lực và cố gắng rèn luyện bản thân thì có thể phần nào cải thiện sức khỏe của bản thân. Nếu không phải do những yếu tố di truyền hay bệnh tật không thể chữa trị được thì đừng để sức khỏe khiến cho bạn phải chịu ảnh hưởng bất hạnh và khó khăn đường con cái. Khó khăn về đường con cái. Trên đây là những phần luận giải về lá số tử vi của kênh Kiến Thức. Vậy rất mong muốn các bạn hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè để chiêm nghiệm tử vi này. Chủ đề tiếp theo của các bạn thích là gì? Hãy bình luận cho Kiến Thức về lá số tử vi nhé. Hoặc like đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất, nóng nhất
của kênh Kiến Thức. Rất chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được những ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.